nó đến khu vực này tức nghĩa là nó không có muốn sống nữa, nó mới đến đây. Mày. Đồ ăn đó. Nó làm gì tôi? Rồi. Có mình ba mà làm gì tôi? Ông đâu rồi? Có mình ba mà làm gì tôi? Ông ơi, đâu ông ơi? Giết người diệt khẩu. Giết người bịt đầu khẩu là cái gì? Thôi bà ngồi xuống bà ăn đi, rồi bớt nấu lại đi cho nó cái đầu bớt ghẻ bà ơi. Dạ, Lâm Nguyễn TV xin mến chào ông bà bác anh chị em. Lâm xin chúc tất cả ông bà cô bác anh chị em ngày mới tốt lành, thanh tâm an lạc, luôn luôn vui vẻ, trẻ đẹp, đặc biệt gặp nhiều may mắn cuộc sống. Thì ông bà ơi, trở lại khám phá những câu chuyện tâm linh. Thì Lâm trở lại căn nhà qua nè. Nay cũng 4-5 ngày rồi giúp được một cái dòng cô gấu nữ là mình trả lời có cái dòng nào không để mà là tìm cách mình giúp đỡ họ nha. Giờ video thế nào mời bác theo dõi nha. Hồi trong là xin chào, có ai đây không? Một là phải giết, hai là phải ăn tươi nước sống cho tôi. Ai vậy trời? Biết không? Tôi đã nói cho ông biết bao nhiêu lần rồi. Tôi đã nói cho ông rồi là phải nghe tôi. Gặp ai phóng qua cũng phải giết thủ tiêu. Phải thủ tiêu. Nếu không thủ tiêu thì nó về nó báo lại pháp. Thầy pháp là tôi với ông để như là xong rồi, ông có biết không? À? Biết mà không có thấy ai tới đây hết trơn á, sao mà giết ta gì ghê à? Thì bây giờ nghe xong cứ nghe tôi, cứ gặp ai liễu liễu nghe em qua đây là mình phải giết chết nó, để ông thôi là nó về nó báo lại là tôi với ông không có chỗ nương thân. Mày giết được không? Thì ông bẻ cổ hoặc là ông xé xác ông ăn tươi ông nước sống gì đó, ông cứ làm như tôi gì đó. Tôi là tôi giết mày đuổi ta đi thôi, kết thúc thì đã thôi. Nhưng mà mình là cái linh hồn rồi, mình phải giữ giật lên. Tôi nói là sao ông còn trả treo vậy? Ông nè. Vô coi ai à? Ông nè. Ơi. Nói rồi. Ừ. Vợ bà má tôi sao nói không cho trả lời. Xin chào. Rồi rồi. Tôi mới nói với ông xong mà bây giờ kìa. Rồi. Ai đây? Xin chào, tôi là người. Không có chào hỏi gì ở đây trên. Ai đó? Bây giờ tôi với ông mới nói câu chuyện rồi thì có người bén mảng tới đây coi như nó, số của nó đến đây là tiêu nó rồi. Bây giờ ra lệnh tôi đi. Rồi tôi với ông bây giờ phải giết nó, xé xác thôi à. Không, đuổi đi thôi, xé không xé xác được. Thì ông cứ làm dữ lên cho tôi, rồi. Làm gì dữ à? Tôi với ông cứ dí nó, xé xác nó ra. Tôi cần giúp đỡ vậy không? Mày non rồi. Kệ lớn kệ phải kêu dí tôi kìa dí dạ đứng cái gì kỳ chứ hôm nay mày đến đây đây thành thấy cho mày tiêu đề mày rồi. Ông đâu rồi? Có mình ba mà làm gì tôi? Ông ơi, đâu ông đâu rồi? Có mình ba mà làm gì tôi? Ủa gì bà hỏi không giờ con nhớ rồi con nhớ rồi 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 ngày hôm nay Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nói chưa đâu. À, bình tĩnh đi. Không có bình tĩnh, mày đánh của tao cơ, nghĩa là mày không vậy. Mày đậu thôi. Mày vợ ơi. Nhưng mà nó đến. Đúng rồi đó. Nó đến khu vực này tức nghĩa là nó không có muốn sống nữa, nó mới đến đây. Mày đi. Nó đến khu vực này tức nghĩa là nó không có muốn sống nữa, nó mới đến đây. Đồ ăn đó. Nó không làm gì tôi. Nghe lời vợ tao. Làm cái gì? Tới đây là giết nó, xé xác nó ăn từ lúc ông lo. Đúng, chính xác, ông nói đúng. Ông... Nè, mà lại đang xe sống đây nè. Chạy ra. Chạy chứ. Hôm nay mày tới cái cuộc đời của mày đã tàn rồi gì. Ngon gì lên đây. Mày nó hay hơn ma nữa cả. Ma tao biết qua lần này nó chạy lẹ hơn ma nữa. Ngon không nhậu vô. Nó leo trèo hơn con ma. Ngon nhậu vô đây. Quý. Ê. Ê gì? Cái này làm gì mày? Đi chơi, giúp đỡ, cần giúp đỡ hai chồng mới giúp đỡ vậy không? Thôi mày đứng đây mày cua vợ tao mày. À có đâu. Đi. Mày nói giỏi lắm. Đi hả? Đi hả? Không tiêu rồi. Kìa kìa kìa. Bên đó còn cái máy quay nó còn mà bắt. Cần giúp đỡ gì không? Rồi, nó xuống rồi, mình phải giết nó. Mày tới đây làm gì mày? Trời. Hả? Trời. Dĩ đó. Mày thấy vợ tao đẹp quá, mày tính cua hả mày? Mày là thằng nào mày? Về đi mày. Nó cãi rồi. Ô cái bà này chậm chạp lắm. Hàng quỷ này dữ quá. Ủa cuộn gì? Thôi đến đi giúp đỡ, cần giúp đỡ gì không? Mày tiêu mày giúp đỡ thì được. Ô cái bà này chậm chạp lắm. Hàng quỷ này dữ quá. Rồi, mày đã tiêu cuộc đời mày rồi. Về đây, về đi. Mày bỏ cuộc đi. Bỏ cuộc gì? Thế đến đi giúp đỡ, cần giúp đỡ gì không? Mày tiêu mày giúp đỡ thì được. Ờ, đói bụng không? Mày đừng có thấy vợ tao đẹp quá, mày đừng tới cua mày. Không. Vợ tao chết thằng ma mày ơi. Không có đâu. Nhưng mà trước sau gì mình cũng phải tủ tiêu nó, nếu không nó về nó báo lại là mình không có chỗ dung thân. Báo gì? Nó về nó báo pháp sư. Ừ, đâu có ai đâu báo, tôi pháp sư nè. Thầy bùa thầy pháp nó về nó báo lại là tiêu mình. Ê, mày pháp sư hả? Ừ. Còn mày tính bắt vợ tao về mày đi kêu lên thấy gì mày? Có.
Nói vợ ông về đi về chùa nó tu hả? Chịu không? Thôi. Hay để tao hai vợ chồng tao tới đây cái nhà này à. Ngon lành quá là đi đâu mày? Thôi ở đây tu ngon hơn mày ơi. Hai chồng có nói khác không? Không, bây giờ sáng giờ tao ăn mấy cái linh hồn rồi, giờ tao không đói nữa. Tao ăn được ba cái vong hồn linh di rồi. Ba. Đính. Quý à, đỉnh rồi. Đỉnh. Rồi. Rồi. Hai chồng đứng ở đi. Ờ, đến là pháp sư chưa? À, hai chồng lũ đạn. Chỉ mà anh chết luôn à. Em pháp sư lũ đạn á. Tới nhà coi mà chửi hai chồng tao mày. Hai quỷ đu đạn. Tao mà ra được là tao xé nhát mày, tao ăn thịt mày. Ôi có cây thì ghê, bà chơi cái này không được đâu, nhỏ quắc nè. Ôi, trời không quỷ, vui được. Con quỷ mà nó chơi đinh. Thôi cho tôi mượn đi, cho tôi mượn đi. Tao mà ra được là tao ăn tươi tao nuốt sống mày. Hai chồng cần giúp đỡ gì không? Theo như tao thì sáng giờ tao ăn được ba cái linh hồn linh di rồi, tao vẫn còn no đâu. Sao bà không cho tôi một đứa? Chết tao rồi, cái thằng kia tao lỡ tao nói ra rồi, bây giờ nó phân bì kìa, tại sao tao lại nuốt ba linh hồn tao không chừa cho nó rồi, tiêu tao rồi. Vậy là ông đói phải không? Hả? Tao không biết nữa, nhưng mà sáng là tao bắt được ba cái linh hồn linh di rồi, tao ăn tươi tao nuốt sống, giờ tao chưa thấy đói gì. Ê, pháp sư. Dạ. Thử tao coi. Thử gì? Dạ, theo hồi lúc mà sống, nó chết, tới bây giờ cắt. Bắt được mình ăn mình nên. Tôi lỡ miệng tôi nói ra rồi, kêu tôi rồi, tại vì tôi đói quá ông ơi. Bà nói gì chứ tôi cũng ăn đâu. Tại bà thích ăn đó. Xả định, xả định. Ha ha, mày đã xả định thì tao giết mày. Chạy. Ông ơi. Ai. Giết nó tiếp tục ông ơi. Đâu rồi. Đâu rồi. Giết nó. Họ nói nghe vậy chứ hát được cái vụ. Mày tới đây chi sư? Mày đi giúp đỡ, cúng cơm ăn chịu không? Có. Mày cúng cho mình tao ăn thôi, mày đừng cho con mẹ này nó ăn. Ăn rồi, bà quánh đồ hoài mà ăn gì không cho bà ăn, bỏ đó bà đi. Sao ông được cúng cơm không? Ông cúng cơm, ông dẫn bà đi đi, tôi giúp cho. Rồi sao? Ông muốn ăn hả? Gì hả sư? Mày tới đây chi sư? Mày đi giúp đỡ, cúng cơm ăn chịu không? Có. Mày cúng cho mình tao ăn thôi, mày đừng cho con mẹ này nó ăn. Ăn rồi, bà quánh đồ hoài mà ăn gì không cho bà ăn, bỏ đó bà đi. Sao ông được cúng cơm không? Ông cúng cơm, ông dẫn bà đi đi, tôi giúp cho. Rồi sao? Ông muốn ăn à? Ủa gì kỳ vậy? Gì đâu kỳ. Ông ăn sáng bà giọng sáng giờ bà no rồi, người ta không có gì ăn giờ người cho người ăn nha. Ủa vậy hả? Ủa vậy hả? Ủa hồn linh di đâu mà bà bắt được vậy? Trời ơi, sáng sớm là lúc gà gáy là gần Tết canh năm rồi, tôi đi. Tôi đói quá, tôi đi vô cái khu rừng rậm, tôi nghe cái tiếng linh di nó khóc ngoẹ ngoẹ, rồi bắt đầu tôi bắt hơi được. Tôi ăn xong một đứa rồi, tôi đi tìm tiếp. Gặp hai đứa kia nó đang chơi với nhau, tôi đói quá cho nên là tôi lại tôi dụ xong rồi tôi nắm tôi xé tôi nuốt trọng luôn hai đứa, còn lại là ba đứa rồi. Ông hồn linh di đâu mà bắt được vậy? Trời ơi, sáng sớm là lúc gà gáy là gần Tết canh năm rồi, tôi đi.
Tôi đói quá, tôi đi vô cái khu rừng rậm, tôi nghe cái tiếng Linh Nhi nó khóc ngoẹ ngoẹ, rồi bắt đầu tôi tắt hơi được. Tôi ăn xong một đứa rồi tôi đi tìm tiếp, gặp hai đứa kia nó đang chơi với nhau. Tôi đói quá cho nên là tôi lại, tôi dụ xong rồi tôi nắm, tôi xé, tôi nuốt trọng luôn hai đứa, còn lại là ba đứa rồi. Mà nó cũng chết giống tụi mình rồi hả? Tôi không biết nó chết vậy cái gì, nhưng mà tôi gặp tôi đói quá tôi ăn rồi tôi nuốt luôn rồi. Tôi tưởng là bà ăn con ta còn sống. Tôi chỉ ăn những cái trong hồn của Linh Nhi thôi. Chắc nó chết rồi. Thì nó đã chết rồi tôi mới ăn linh hồn. Thế mà chia cho tôi một linh hồn. Tôi đói quá ông à. Lúc nãy vô tình tôi nói mà ông biết tôi ăn ba cái linh hồn. Đói cái mà quên tới thì chồng già rồi. Đúng vậy. Đói cái ham ăn mà lên luôn. Đúng vậy. Tại vì cơn đói thèm khát của tôi nó đã dâng lên cao rồi, lúc đó tôi không còn nhớ đến ông nữa. Mà chơi không yên mà. Bây giờ còn cái thằng này, bây giờ tôi sẽ giết nó, tôi lấy thịt của nó cho ông ăn. Mà đừng giết nó. Để tôi đi năn nỉ nó cúng cho tôi ăn. Bà no rồi. Rồi bây giờ thằng kia mày có chịu cho tao giết mày cho tao đi. Bà nghĩ ra ai mà cùng chịu cho bà giết. Bà quỷ được bà bị điên hả? Có thơ đẹp trai. Gì? Có đem theo cái gì không? Có anh trai kìa, mà ông hốt vợ đi cho khác thì cũng được, nhưng vợ cũng dữ quá. Mày cúng mình tao thôi. Hốt vợ đi cho khác đi. Tôi muốn tốt cho ông đâu mà, tôi chỉ muốn giết nó lấy thịt của nó cho ông ăn thôi mà. Ai ăn thịt nó mỡ thôi mà không ăn đâu. Xương không à, đâu mỡ đâu, còn mỡ nữa còn. Nhưng mà tôi thấy thịt nó chắc cũng dai dai á ông à. Thôi, tôi cơm à, không có thịt. Rồi bây giờ mày có chấp nhận cho tao giết mày không? Không, ngu à. Mày tào lao chứ. Có ai mà thùng với bà không? Đứng cho người ta giết không? Nó chạy nó giờ không thấy hả? Bây giờ tao ý định của tao là cũng vẫn muốn giết mày rồi. Nè, tôi bên đây nè, tôi chấp nhận cho bà giết thêm một kiếp nữa nè. Qua đây giết tôi nè. Thôi. Bà chơi ổng đi, tôi không có chơi bà đâu rồi, mà kỳ quá. Nhưng mà ý định của tôi nó kỳ quá ta. Quỷ mà còn mang dép nữa. Tại vì khi còn sống tôi là một người phụ nữ xinh đẹp không mà. Xinh đẹp, đẹp không ông? Đẹp không? Mà ác lắm. Vậy mới chết à, sao chết à? Bây giờ tao ý định của tao là cũng vẫn muốn giết mày rồi. Nè, tôi bên đây nè, tôi chấp nhận cho bà giết thêm một kiếp nữa nè. Qua đây giết tôi nè. Thôi. Bà chơi ổng đi, tôi không có chơi bà đâu rồi, mà kỳ quá. Nhưng mà ý định của tôi nó kỳ quá ta. Quỷ mà còn mang dép nữa. Tại vì khi còn sống tôi là một người phụ nữ xinh đẹp không mà. Xinh đẹp, đẹp không ông? Đẹp không? Mà ác lắm. Vậy mới chết à, sao chết à? Thôi, ông dẫn bà vô khác cúng cơm nha ông ơi, chuyện nói sao đi. Rồi, để tôi đi ra bây giờ là tôi sẽ... Giết tôi nữa vậy? Bà chút bà ra bà giết tôi nữa vậy? Bây giờ tao tha cho mày. Quỷ mày chơi cây. Quỷ mày chơi cây đúng rồi đó. Rồi. Thằng quỷ này ra ngoài rồi mệt rồi. Giờ mình sẽ tìm cái vị trí nào đó. Mình phải cho quỷ vào quỷ này. Xong mình giúp đỡ họ nha. Bà nhẹ nhàng mà bắt nha. Giờ là mình tìm chỗ ổn định coi. Vậy đi. Rồi ông ba bác ơi, giờ Lâm sẽ đặt cái bàn thức ở đây nha. Vị trí này luôn.
cũng cho cái dòng, hai cái dòng này thầy dùng coi. Ông bà này chắc cãi nhau chắc tiếu luôn bà bác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Bi Quan Thâm Bồ Tát, Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Đệ Thần Bồ Tát, Nam mô các gia chủ, các chư vị thần thần đá, thần non ở đây, đặc biệt là thổ thần, các chư vị thần ở trong ngũ miếu này. Hôm nay con gặp được hai cái dòng, à, muốn giúp đỡ họ nên cũng cúng kiến, rất mong các chư vị thần hỗ trợ con cái thần lực để mà giúp đỡ hai cái dòng này nha. Rồi ông bà bắt đây. Giờ là mình sẽ lưu trở ra. Coi hai cái dòng đã dùng để mình là giúp đỡ họ nha. Vậy nha mọi người nha. Ok. Nó đã cúng cho tôi với ông rồi. Không, ông à, có nghe tôi nói gì không? Mày đâu đây? Đặng vô hồ Linh Nhi đâu rồi? Ngay của tôi. Ông à, có nghe tôi nói gì không? Mày đâu đây? Đặng vô hồ Linh Nhi đâu rồi? Ngay của tôi. Của ông à, của ông. Nhưng tôi bây giờ tôi muốn dung dùng thêm. Dùng thêm mày đi kiếm vô hồ Linh Nhi dùng đi. Cái này nó cúng cho tôi. À bây giờ ông lại là dành ăn với tôi có đúng không? Sao sáng là dành ăn với tôi? Tôi hả? Sáng là tôi đói quá cho nên là tôi phải ăn. Tại vì lúc đó không có ông nên tôi phải ăn một mình. Tôi cắn vô cho tôi no. Mà nói giỡn với bà vậy thôi. Xuống dùng mấy thứ này đi rồi nó ngon hơn vô hồ Linh Nhi phải không? Rồi, tôi sẽ bay xuống liền. Xem đây. Xem đây. Ông thấy tà thực của tôi như lúc này như thế nào? Dễ ẹt. Lúc nãy hả? Lúc nãy là tôi muốn giết chết nó, tặng lấy thịt của nó cho ông ăn. Thôi vậy bà đi đi. Bà đi, bà đứng ăn. Rồi, bây giờ thì có thì ta dùng thêm cho có nội lực mạnh. Quấy gì mà không có tình nghĩa gì hết á. Người ta tới đây, ta kêu nói lúc đầu rồi, đừng không cho người ta tới đây thôi, rồi giết ta hoài. Mình, giết được không mà giết? Mình phải giết người diệt khẩu chứ, bịch cái khẩu nó lại. Cái đó kêu là giết người bịch cái đầu khẩu nó lại, nếu không mà nó rau ra ngoài là tôi với ông là còn gì nữa. Giết người diệt khẩu, giết người bịch đầu khẩu là gì? Thôi bà ngồi xuống bà ăn đi, rồi bớt nấu lại đi cho nó... cái đầu bớt ghẻ bà ơi. Rồi, ông cứ dùng trước đi, dù sao tôi ăn ba cái linh hồn sáng giờ nó dẫn câu mà nó ở lên cái cuốn họng tôi hoài hả? Hay là tôi nuốt nó no quá không? Bây giờ không ăn rồi đi khác chơi đi. Đừng có nhảy nhảy nữa để cho tao ăn cho ngon. Thì ông cứ ăn đi, tôi đứng đây tôi dòm cũng được. Hoặc là một hồi tôi ăn hết là tôi khỏi cho ông ăn cũng được. Bây giờ miệng tôi mắc cỡ tôi có dùng cũng được. Rồi ông ăn đi, trong đầu tôi sẽ nghĩ ra cách gì để tiêu diệt thằng này. Bà biết nó là ai không? Bà tiêu diệt nó. Tôi nghe nó nói đó là pháp tạng, pháp gì đó. Pháp tạng, pháp tày, pháp tạng gì đó. Người ta là quân sư đó. Tôi không cần biết nó là quân sư hay nó là pháp tà, pháp tạng gì hết. Tôi chỉ muốn giết chết nó, đặng bịt cái khẩu miệng của nó lại. Thôi nè, là bạn đi bớt nói rồi đi. Cho cái đầu bớt ghẻ mà ô.
Dạo này tôi thấy tôi ăn càng nhiều linh hồn mà tôi càng đẹp da đó ông, đâu lạ lùng quá ông. Vậy chắc kỳ này tôi phải ăn càng nhiều vậy. Ờ, đúng, bà đẹp như quỷ luôn. Đẹp mà đẹp như quỷ luôn hả? Ờ. Đẹp mà đẹp như quỷ luôn hả? Ờ. Thôi ăn hai trái đi cho nó đủ đôi đủ cặp. Tôi muốn ăn hết. Ăn hết thì ngồi xuống ăn đàng hoàng. Ông cứ dùng đi, trong đầu tôi bây giờ tôi đang tìm mọi cách để tiêu diệt. Tiêu diệt. Tìm cách là mình tìm cách ăn cho nó no nè. Là chạy trốn. Đó là gì? Thằng đó là nó là gì? Thoát tạng hả? Ừ, thoát tay, thoát tạng gì đó. Bà nói nó là pháp nhãn lại. Pháp nhãn hả? Pháp nhãn gì, không lẽ nó có con mắt thứ ba? Không. Nó có con mắt thứ ba. Không phải, nó hồi đó nó đi qua bên Pháp á. Ừ. Nó ăn nhãn. Rồi nó về Việt Nam nó thành pháp nhãn. Chứ không phải là pháp nhãn là nó có con mắt thứ ba thứ tư không? Không. Tôi tưởng là nó có ba bốn con mắt chứ. Cái đó tôi không biết rồi. Bây giờ nó cho mình ăn thì mình cứ ăn đi. Ăn xong thì có linh lực mạnh rồi, có sức rồi thì tôi với ông tìm cách giết nó luôn. Bà đẹp sẵn rồi, đừng ăn trái cây nữa. Ăn trái cây nó xấu da lắm, để tôi. Tôi ăn cái này, không, tôi ăn ba linh hồn tôi no rồi. Bây giờ tôi thích ăn trái cây. Ông nói một hồi là tôi nhét nguyên cái dĩa này vô cuối cuốn họng. Trời. Má là quỷ rồi mà cũng như lộn. Bây giờ tôi nói ông có nghe không? Lễ cái hộp cơm xuống, nếu không là tôi nhét nguyên cái dĩa này vô họng mày. Cái thằng pháp nhãn không ạ? Nó nghe nó cười. Nói không nghe một hồi tôi ụp nguyên cái dĩa. Đây. Đó. Ăn giọng gì đây, ăn đi. Ăn hết đi. Rồi. Nè, ăn luôn đi. Ăn lên nhi rồi nhường cho ta đi. Sao tự giờ tự dưng tôi ăn linh hồn linh nhi sao mà tôi cảm giác nữa. Nó con người của tôi nó linh lực cho nó càng tăng lên chứ thêm một cấp bậc nữa đó không à. Bởi vì bà ăn hoài đó rồi. Rồi sao không? Mấy chục năm nay đó là quỷ hoài chứ sao? Là quỷ là ma hoài. Vậy đó hả? Chừng nào có người ta cúng cái gì đi rồi dùng ăn. Tôi không biết. Đâu qua cái đi kiếm đi dùng hộp linh nhi. Ai mà móc thai não thai dục ra cái bà lụm mà ăn hết trơn. Rồi tôi ăn một lần rồi tôi quen rồi, cái đầu nó cảm giác nó quen á ông. Cách vài ngày tôi không ăn là tôi phải đi tìm mọi cách mà tôi ăn, kỳ lắm. Tụi nó cũng là cái linh hồn giống như hai vợ chồng mình thôi. Nhưng mà cái linh hồn của nó mới có được chào đời à, đã bị bỏ đi rồi. Bà không thấy tội, người không thương đồng lội, xé con ta ra ăn. Nhưng mà ông cũng phải cho tôi thông cảm cho tôi, tại vì cơn thèm nó dâng lên cao quá, tôi không có kìm được. Cơn thèm nó dâng lên cao quá không? Thèm thì kiếm cái gì khác người ta dùng đi. Không, bà ăn tôi đỡ đi. Trời ơi, thịt của ông hả, cho tôi còn không thèm nữa, ở đó mà ăn cái gì mà ăn. Vậy sao lúc còn sống nói thương? Thương cái gì mà thương, cái đó là chuyện của mấy chục năm về trước, còn bây giờ hả? Trở thành vong hồn rồi thương cái gì nữa mà thương. Nữa là cái này là bay vô cái đầu. Cũng vì vậy đó, mới chết đó. Sao vậy ông? Ông đó, rồi nói tiếp đi ông. Nói tiếc gì, bà không giữ cái con quen. Sẽ lấy mạng ta hoài. Đã thành ma, thành quỷ rồi. Ta tới người ta cúng. Thầy lo mà ăn, mà giọng vô. Cho nó no. Vì đang đi kiếm chỗ khác người ta có cúng nữa, đang ăn. Không mà ông thấy tôi từ lúc mà tôi ăn linh hồn linh nhi nhiều quá, ông thấy tôi có biến đổi cái gì không ông? Bà ăn nhiều quá bà bị khùng rồi chứ biến đổi gì. Ông dám nói tôi à? Ông dám nói tôi khùng à? Chết đi. Xem đây,
xem đây, mày dám nói tao khùng, mày tiêu mày rồi. Ở ăn trong hồ đi. Quánh đâu có trúng tôi đâu. Tôi với bà là cái dòng họ với nhau, quánh lộn cũng không đâu có sao đâu. Không có gì hết trơn á. Ông, tôi hỏi ông thật tình, ông cứ nói thật đi. Từ lúc mà tôi ăn nhiều linh hồn tới giờ tôi biến đổi cái gì ông có thể nói thật tình ra. À, biến đổi. Biến đổi cái gì ông có thể nói. Cái tánh tình của bà càng ngày càng dữ hơn. Tại bạn nó là một cái linh hồn đó. Bạn hồi đó giờ bao nhiêu cái linh hồn rồi? À, mấy chục năm nay hả, những lúc mà ông ngủ say hoặc là ông đi kiếm thức ăn cho tôi là tôi lén lén tôi ăn những cái linh hồn đó đó. Tính tới thời điểm hiện tại tới giờ chắc cũng nhiều lắm rồi, tôi không có nhớ nổi. Mỗi một cái linh hồn nó có một cái sự căm hận thì nó mới chết. Nó uất ức luôn. Bà ăn nhiều linh hồn bởi vì bây giờ bà hung dữ. Nó xâm nhập vô cái linh hồn của bà. Bây giờ bà thành bà quỷ dữ rồi. Bây giờ tao đã dữ rồi à. Rồi, thành quỷ dữ mà mừng kìa. Không phải, mày nói tao nghe tao xúc động quá. Sao kỳ vậy? Tao bức xúc quá, tại sao? Mỗi một cái dòng hồn linh nhi á, người ta nạo phá thai. Rồi ta bỏ đi, bà rình bà ăn. Ừ. Nó cũng là một cái linh hồn. À. Nó cũng biết yêu thương, nó cũng biết thương, nó cũng biết ghét. À. Nó cũng biết giận hờn. Ừ. Nhưng bà biết nó là nó căm thù cái người mà tạo cho nó. Tại sao mà bỏ nó đi. Nên bà ăn cái linh hồn của người ta vô. Rồi bây giờ trong cái linh hồn của bà đó là nó xì nhiều cái sự nóng giận sân si á, bởi vì bà thành quỷ dữ. Ông dám nói tao là quỷ dữ thì mày xem đây. Mày xem mày, mày dám nói tao là quỷ dữ. Tôi đâu có sợ, một bánh đâu có trúng tôi. Nhưng mà tôi nói cái trúng cái tim đen, tim đỏ, tim vàng của bà hả, rồi bà tức lên hả. Có thật dự như vậy không không? Sao không thật? Mỗi một cái chúng sanh đều có một cái linh hồn hết. À. Rồi sao nữa? Đi ăn gì không ăn thì đi ăn linh hồn. Không, chỉ là kể từ khi mà tôi ăn càng nhiều là tôi đã biến đổi theo năm tháng à. Thì mấy chục năm nay rồi đó. Anh cứ ăn hoài vậy đó. Đâu có nghe lời tôi mà ăn không chia cho tôi nữa chứ. Tôi không biết sao mà mỗi lần mà tôi thèm khát lên là tôi phải ăn mà. Tôi ăn rồi tôi không có còn nghĩ tới ông gì nữa hết. Thôi bây giờ mượn cái ly trà của Pháp Nhãn này uống đi cho nó hạ quả xuống. Tại vì ông nói tôi ngay cái trái tim đen, tim đỏ của tôi gì đó cho nên tôi không có cầm cự nổi. Cho nên là tôi phải đánh ông để hạ cái cơn quả trong người của tôi. Ông mà nói một hồi ngay trái tim đen của tôi nữa là ông ngồi với tôi. Thì bà ăn gì tôi nói phải ăn đó chứ. Nhưng mà bây giờ tôi ăn cái này xong rồi tôi thấy thịt của nó tôi vẫn muốn ăn à, tôi thấy thèm lên đó. Vậy bà ở đây đi ha. Tôi đi kiếm đó. Bây giờ tôi cũng với bà cũng là cái dòng với nhau. Nhưng mà bà dữ quá. Tôi không có thích bà nữa. Bây giờ tôi bà ở đây đi. Không. Tôi đi kiếm pháp sư, pháp nhãn vậy nè. Ừ. Kiểu lại nó bắt bà cho rồi. Không, ông phải nghe lời của tôi. Nếu ông không nghe lời của tôi sẽ trừng trị ông. Còn không ấy thì tôi với bà đi. Thôi ông cứ dùng đi, tôi sẽ đợi ông. Dùng no xong đi rồi tính sao. Còn gì nữa đâu dùng. Thì ông cứ dùng từ từ đi, ông ăn cái cơm gì kìa ông ở ăn. Đây có dĩa trái cây là ngon nhất đó. Rồi bà ăn, bà dành, rồi bà đập tôi, bà làm bà chết thèm chết khác đâu hồi đời nào á. Có cái dĩa trái cây mà mày cứ nhăn với tao hả? Thôi rồi quỷ. Tao sẽ úp nguyên cái dĩa này vô cái mặt của mày. Bà là quỷ đói hay gì vậy? Mày ăn đi. Mày ăn đi. Ăn nè. Nấu trúng tim đen cái giận. Phải rồi, biết chia sẻ cho ta đi. Hồi sáng ăn ba cái linh hồn, chia cho con ta một linh hồn đi. Ăn nè.
Ủa tại sao mà ta không để vào dặn lại cái khen nóng dặn này kỳ vậy ta? Tôi nói bà rồi, bà ăn nhiều cái linh nhi quá, mỗi một linh nhi nó có một cái lòng hận thù thôi. Bây giờ tôi với bà đi. Tôi với ông đi à? Đi. Chưa, trước khi đi tôi sẽ uống thêm miếng nước nữa. À, cái lão già này ngươi cũng dành uống với ta nữa à? Trời ơi, nãy giờ mình mới nói chuyện có bao lâu đâu mà nó uống hết của mình rồi. Cái lão già này thật là khốn kiếp. Nói cho nhiều vô. Nói cho nhiều vô rồi khát nước. Tại sao có 3 ly nước mà ông cũng dành với tôi nữa đây không? Thì tôi lớn. Chả treo hả? Chả treo. Rồi té là chết thêm một kiếp nữa già. Ôi sao hôm nay ông cứ làm tôi tức giận hoài vậy? Mỗi khi mà... ở trong cái linh hồn của bà là tức giận từ lúc mà còn sống tới giờ luôn à, bà không biết sao? À, ông lại khơi dậy cái những mấy chục năm về trước à. Rồi sao nữa, ông cứ khơi dậy cho tôi nghe. Ủa chuyện của bà tự bà biết đi, tôi khơi dậy làm gì? Bây giờ ông đã nói ra tức nghĩa là ông đã khơi dậy rồi. Thôi, cảm ơn Pháp Nhãn đi, đi nè. Ở đây cái lộn hoài hồi nó cười thúi cái đầu. Ở đây một hồi tôi đánh một hồi nữa là ông chết thêm kiếp nữa. Là khỏi đi đầu thai chuyển kiếp. Đi. Cảm ơn này. Cảm không, ơn. Không, tao không cảm ơn nó. Tao còn ý định giết nó. Ê, con quỷ. Con quỷ không? Con quỷ. Sao mày ngang ngược dữ vậy con quỷ giờ? Mày ăn tao mày cũng cảm ơn tao cái này mày đi. Đã tao nói rồi, trong đầu tao còn có ý định giết nó để diệt khẩu kia. Ồ, ngang ngược quá, bởi vì chết phải. Thôi tao đại diện con vợ hung dữ thôi, cảm ơn mày Pháp Nhãn ơi. Đi nè. Biết hai cái dòng này ra chưa, không biết hai dòng này ra dùng rồi chưa mà bác ơi, hai chồng này dữ quá, chắc Lâm phải về Lâm xích bỏ mối theo, nhất là cái bà vợ này rất là hung dữ. Bây giờ thì chắc lẽ không cần phải đi kiếm đâu, thì bà vợ này rất hung hăng. Thì Lâm nghĩ Lâm sẽ kết thúc video tại đây, và ngày mai Lâm sẽ trở đem, một là Lâm sẽ không bắt bằng hồ lô nhưng mà đem phát trần theo để mà trần trị cái bà lão này nha. Còn ông chồng thì dễ rồi, như vậy nha, Lâm này không có đem gì cả, tay không thì rất là khó nha. Ông chồng thì sợ bà vợ nghe lời, cho nên là Lâm sẽ cố gắng mà Lâm đem phát trần theo để mà giáo hóa bà vợ này nha. Như vậy nha mọi người ha, bây giờ hãy đếm đón theo dõi tập tiếp theo rất hấp dẫn này. Rồi, video Lâm kết thúc tại đây, giờ tắt máy gom đồ đi về. Như vậy nha mọi người, rồi chào tạm biệt mà bác nha.